Chào mừng mọi người đến với kênh chia sẻ thông tin của Toyota Tending. Mình là Tuấn Vũ, nhân viên kinh doanh. Thì bên cạnh mình đây là chiếc Toyota Veloz Cross. Trong vòng 11 tháng đầu năm thì Toyota Việt Nam đã giao đến quý khách hàng là hơn 13.000 xe. Thì cộng đồng người sử dụng xe Veloz hiện tại rất là đông. Thì để yên tâm hơn khi mọi người di chuyển ở trên những cung đường xa và đường vắng thì mọi người nên trang bị cho mình cái kỹ năng là thay bánh xe dự phòng. Thì hôm nay Vũ và cùng mọi người sẽ đi để hướng dẫn cho mọi người cái thao tác thay bánh xe dự phòng như thế nào ha. Mọi người cùng bắt đầu theo Vũ. Xin mời. Thì hiện tại là mình đang có mặt ở phía sau xe. Thì đầu tiên là mọi người cần xác định được là những cái dụng cụ để chúng ta hỗ trợ cho chúng ta thay bánh xe dự phòng. Mình mở cốp xe ra ha. Mình sẽ mở cốp xe ra. Thì ở đây nó sẽ có một khay hành lý. Mọi người sẽ mở cái khay hành lý này lên. Bên trong nó sẽ có một con độ cộng một cái tuýp mở tắc kê bánh xe và một cái móc để chúng ta quay con đội. Ở phía đuôi xe này nó sẽ có một miếng nhựa đen này. Thì mình sẽ gỡ cái miếng nhựa đen này ra. Ở trong đây nó sẽ có cái ốc lục giác. Mọi người sẽ lấy cái tuýp đó, mọi người quay ngược chiều kim đồng hồ để chúng ta hạ lấy cái bánh xe dự phòng ở phía đuôi xe này ra ha. Thì sau khi chúng ta lấy bánh xe dự phòng ra thì mọi người sẽ ra kia để đội bánh xe lên và chúng ta thay bánh xe dự phòng. Thì bây giờ mình sẽ giả định là cái bánh xe ở phía sau bên tay phải của mình là đang bị lủng và hết hơi. Mình sẽ thay bánh xe bên này cho mọi người. Ok. Bây giờ mọi người cúi xuống ở ngay cái phần bánh xe đi ra ha. Mọi người sẽ nhìn thấy ở cái lườn xe này, lườn dọc nó sẽ có hai cái lõm đây. Thì tất cả bốn góc của chiếc xe của mình đều có bốn cái phần giống vậy. Thì khúc này là mình sẽ đội con đội ngay đây. Và mọi người lưu ý giúp Vũ là cái mặt mà mọi người để con đội này là phải mặt cứng ha. Để chúng ta đội lên nó không bị nghiêng hoặc bị lõm xuống. Bây giờ mình sẽ quay con đội lên. Okay. Quay bằng tay lên trước rồi xíu mình sẽ dùng cái móc để mình quay. Thì trước khi mọi người đội bánh xe lên ấy, thì mình phải gỡ cái tắc kê ở bánh xe này cho nó lỏng ra đã. Giờ mình sẽ gỡ tắc kê này theo quay ngược chiều kim đồng hồ cho Vũ ha. Gỡ lỏng ra. Gỡ lỏng từng ốc. Rồi giờ mình mới tiếp tục là mình quay con đội lên lên cho nó cao cái xe này là mình mới thay bánh xe dự phòng rồi đó ha. Quay lên. Quay cho nó cái xe mình cảm giác là cái bánh xe này mình quay cho thì là mình có thể thay bánh xe cho được rồi. Giờ mình sẽ gắn cái bánh xe dự phòng vô này ha. Mình canh cho nó vừa cái ốc của mình. Cái này thì hơi khó chút xíu. Nếu mà có hai người hỗ trợ thì sẽ dễ hơn. Giờ mọi người sẽ gắn cái ốc vô ha. Gắn sơ vô ha. Quay cùng đồng hồ vô. Lưu ý là lúc mà mình vặn ốc vô là mọi người vặn sơ cho thôi ha. Xíu nữa mình siết chặt thì mình siết theo hình ngôi sao. Như mọi người siết chặt con ốc này, con ốc này thì đừng có siết hai ốc ghế nhau ha. Nó đúng kỹ thuật. Sau khi mọi người vặn sơ ốc rồi thì mình sẽ hạ con độ xuống ha. Mình hạ con độ xuống để cho nó mình hạ xuống để cho nó sát cái mặt đất á, bánh xe sát mặt đất thì mình mới vặn chặt được. Mình hạ con độ cái cỡ xuống. Thì mình sẽ siết bánh xe lại cho nó chặt ha. Quay cùng chiều đồng hồ siết chặt cho nó. Mình xếp theo thứ tự hình ngôi sao ra khoảng này ha.
đa phần thì tất cả các xe khi mà mình mua mới á, mua cũ gì á, đều thì có trang bị cho mình cái mâm vỏ dự phòng. Nhưng mà khi xảy ra sự cố, ví dụ như là bị lủng hoặc là bị mềm hơi á, thì mọi người sẽ không biết bắt đầu từ đâu hết. Thì hy vọng là qua video này thì Vũ đã mang lại cho mọi người cái cách để mọi người biết mà thay cái bánh xe dự phòng khi mình xảy ra sự cố. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Nếu mà mọi người có cần hướng dẫn hoặc hỗ trợ gì thêm á, thì cứ liên lạc trực tiếp theo số hotline là 1800 6565, hoặc là để lại comment, thì đội ngũ của Toyota Tây Ninh sẽ hướng dẫn mọi người. Cảm ơn.